xưa, khi Phật Hà Đang chân lấy tổ cõi nước ta, trời tài đồng mẹ mang theo một đàn đồng con xuống giúp người dân đánh giặc. Khi thuyền giặc từ biển cả ào ào tấn công vào bờ, thì đàn đồng cũng ngay lập tức quay nó tính tới này. Của miền đất đồng, khi mà người đất đồng thì các đồng đội
Thôi, cái này lên hẳn đến cao rồi. Anh ngược lại. Cái này có khi là ôi giời ơi. Ông nói là gì thì không dám lên. Không dám lên nào. Đồng hành đích để được chú mãi chú dầu. Với tâm thế của những kẻ đi căn bão tố, những chiếc xe tiếp đáp bên Rover thu nhỏ được bọc thép để đi khách của chúng ta có thể chống lại tất cả những loài động vật có cánh và bắt mồi cho chúng ta. Đây, à, có nhớ trong trò gì người ơi? Chơi quen quen đúng không nhỉ? Này trò gì? À, nhớ hoa cả nhân dân có nhân vật này đúng không mẹ? Con zombie. Ôi, tê giác này. Tê giác. Nơi mở ra thế giới của những loài môn thú. Các bé,
có thể cùng bố mẹ tham gia cuộc diễu hành thiên đường của những trường